Rồi, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học có bài giảng số 3, phần 4. Bài giảng số 3 chúng ta nói về cân bằng phân hóa học. Hôm trước mình đã học phần 1, phần 2 và phần 3. Phần 1 chúng ta nói về gì? Cân bằng theo phương pháp truyền thống kim loại phi kim hydro oxy. Phần thứ 2 chúng ta nói về phương pháp hóa trị bắt chéo. Phần thứ 3 chúng ta nói về phương pháp đầu đuôi. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ học tổng môn, tức là chúng ta sẽ kết hợp những vấn đề của bài giảng số 3, phần 1, 2, 3 kết hợp với bài giảng số 2 trước đó mình học, là phản ứng học và phương trình học, để chúng ta chốt lại về vấn đề về phương trình. Sau cái bài giảng số 3 phần 4 này thì chúng ta sẽ đến với những bài tập khó hơn, đó là cân bằng chưa ẩn, được chưa? Đua phân hạng. Đua phân hạng là tức là như mình cho những các bạn có những cái phần mà cực khó luôn, và điều quan trọng là mình sẽ xử lý như thế nào thôi nha. Nội dung bài học ngày hôm nay thầy sẽ minh họa cho bạn có 3 ví dụ. Rồi, cái số 1 của chúng ta như sau. Ở đây người ta cho sơ đồ phản ứng. Câu A là người ta yêu cầu chúng ta là tìm chỉ số đi. Rồi chúng ta hãy để ý là chỉ số ở đây của chúng ta thì nằm trong hợp chất BaOH2, tức là BaxOHy. Như vậy để tìm được chỉ số đi, thực chất là gì? Chúng ta cần phải tìm theo quy tắc hóa trị, đúng không? Bài này thực chất là chúng ta đang lập công thức hợp giữa Ba với OH. Như vậy câu A chúng ta làm như sau. Chúng ta liệt kê này. Bari chúng ta là hóa trị 2, được chưa? OH chúng ta là hóa trị 1. Như vậy đây mình có công thức này, đó là BaxOHy. Ở đây mình sẽ dùng đó là quy tắc hóa trị. Trong một công thức học, tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Đó là nội dung của định luật bảo toàn. Đó là nội dung của quy tắc hóa trị. Trong công thức BaxOHy lần tích chỉ số của bari là x. Dạ. Chỉ số của OH là y. Hóa trị của bari là hóa trị 2, hóa trị của thằng này là hóa trị 1. Từ đây chúng ta sẽ chuyển thành tỷ lệ và chúng ta tìm ra x đi. Chuyển thành tỷ lệ x trên y. Em hiểu, chúng ta chuyển y qua đây thì nó bằng 1/2. Được chưa? 1/2. Bây giờ chúng ta nhớ là gì? Chúng ta đang tìm dép. Mình nhớ quy tắc là mũ La Mã dép Việt Nam. Chúng ta đi tìm hóa trị, được chưa? Hóa trị của chúng ta là những con số nằm trên đầu gọi là mũ. Còn chúng ta đi tìm công thức học là đi tìm dép, tức là dép Việt Nam, tức là những con số Việt Nam 1 2 3 4 bình thường. Như vậy đây là 1, đây là 2. Rồi, khi đó chúng ta có công thức hóa học là gì? Ở đây chúng ta chưa suy ra được. Ở đây mình suy ra được x tương ứng là bằng 1 và y tương ứng là bằng 2. Như vậy công thức học bây giờ sẽ là BaOH. Ba hóa trị mãi nha. Ba đây hóa trị 1 đúng không? OH chúng ta là hóa trị 2. 1, 2 bây giờ là, đúng không nhỉ? Rồi. Như vậy thầy đã làm xong câu A. Hãy xác định giá trị của đi. Đây đã làm xong này. Câu B xác định tổng hệ số cân bằng của phản và cho biết tỷ lệ số nguyên tử và phân tử của các chất trong phản ứng. Rồi. Như vậy câu B như sau. Để làm được câu B á thì em để ý cho thầy như sau. Câu B của chúng ta, tức là sau khi chúng ta tìm được xy rồi, hiểu chưa, thì mình sẽ thấy xy vào trong cái phương trình này. Rồi nó trở thành một chất bình thường và chúng ta cân bằng bình thường. Rồi, chứ chúng ta không để xy nha. Để xy là chúng ta cân bằng không có được đâu. Hãy nhớ điều đó. Về câu A người ta yêu cầu chúng ta tìm số xy rồi đúng không? Mà khi câu B là người ta tổng hệ số cân bằng, tức là xy đã biết. Hiểu được không em? Như vậy thì câu A câu B mất có liên hệ với nhau. Chứ như bạn để ở đây cân bằng là sai bản chất đó. Câu B chúng ta ghi lại cho thầy phương trình hóa học. Mình có AlCl3 chúng ta đi tới dụng với BaOH 2 lần. Ở đây em sẽ tạo thành AlOH3 cộng cho BaCl2. Rồi, để tìm được thông số thì chúng ta cần phải đi cân bằng phương trình này. Mình để ý phương trình này như sau. Đầu 3, đầu nhôm này kết hợp với OH này sẽ tạo thành AlOH3. Được chưa? Như vậy đây là phản ứng tuân thủ theo quy tắc đầu đuôi, đúng chưa em? Đầu này cắm đít kia, đây là phần trao đổi. Được chưa? Chúng ta biết được phần trao đổi luôn. Đầu bên này kết hợp với đuôi bên kia. Như vậy ở đây em dùng á, em cân bằng thêm dùng phương pháp đầu đuôi là nhanh nhất. Đây, nhôm của chúng ta là hóa trị 3, chúng ta ghi trên đầu ghi nhỏ thôi nha. OH chúng ta hóa trị 1, 1 x 2 là 2, 3 x 1 là 3, 3, 2.
giờ bắt chéo cho nhau là 2-3. Thầy nói lại nha, quy tắc khóa trị bắt chéo của chúng ta là dùng cho hai đơn chất, còn quy tắc đầu đuôi chúng ta dành cho hai hợp chất, lấy đầu bên này và đuôi bên kia. Rồi, thì khi đó chúng ta nhận thấy như sau: tất cả các nguyên tố ở vế trái đã được cân bằng, còn vế phải chúng ta chưa cân bằng. Như vậy để cân bằng được ở vế phải thì chúng ta nhìn hai nguyên tố đứng đầu, đó là nhôm và bari. Nhôm bên này là 2 này, đây 1 thì đây là 2 này. Rồi, bên này là 3 bari, bên này 1 bari, đặt đây 3 này, để cho em. Cái đó là chúng ta kiểm tra lại cho thầy ba nguyên tố còn lại, đó là clo, oxy và hydro, bởi vì ba nguyên tố này mình chưa đá đụng gì tới nó. Đầu tiên là clo đi. Clo ở vế trái em nhìn nha, đây là 2 này, 2 x 3 là 6 này. Clo vế phải là 3 x 2 là 6 này, được chưa? Clo đủ. Tiếp tục là đến oxy, 3 này nhân 1 nhân 2 là 6 này. 2 x 1 x 3 là 6 này. Oxy đủ. Tiếp tục là hydro, 3 này nhân 1 nhân 2 là 6 hydro này. 2 này nhân 1 nhân 3 là 6 hydro này. Như vậy phương trình chúng ta đã được cân bằng xong. Rồi, điều cầu chúng ta trả lời cho thầy rõ này. Đây, điều cầu chúng ta là tổng hệ số cân bằng, đúng không? Và tỷ lệ số nguyên tử và số phân tử. Ok, chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất đã. Tổng hệ số cân bằng bây giờ sẽ được tính như sau. Tổng hệ số cân bằng là gì? Là những con số trước chất 2, 3, 2, 3, 2 cộng 3 cộng 2 cộng 3. Và đây mình tính được là bằng 10. Tỷ lệ số nguyên tử và phân tử của các chất thì chúng ta biết là tất cả ở đây đều có dạng AXB hoặc là AXBCZ. Như vậy tất cả đây đều là phân tử cả. Số phân tử AlCl3 tỷ lệ số phân tử BaOH 2 lần. Tỷ lệ số phân tử AlOH3. Tỷ lệ số phân tử BaCl2. Được chưa? Ở đây mình sẽ là bằng 2 3 2 3, được chưa ạ? Chúng ta đến cái ví dụ số 2. Đây là ví dụ 2. Chúng ta đọc đề giúp thầy. Ở đây người ta cho sơ đồ phản ứng, được chưa? Người ta yêu cầu chúng ta tìm chỉ số ở đây. Thì câu này so với câu trước đó thì câu này khó hơn rất là nhiều luôn. Tuy đề tương tự nhưng mà ở đây chúng ta dính tới sắt. Mỗi lần dính tới sắt, tới đồng, bây giờ tới chrome, tới mangan thì đều khó cả. Rồi, mình để ý cho thầy như sau, nhìn nha. Chúng ta dùng cái triết lý là đầu này cắm đuôi kia. Được chưa? Sắt kết hợp với clo để tạo thành FeCl3. Còn gì? Canxi kết hợp với H4 để tạo thành CaS4. Như vậy trong trường hợp này, được chưa? Chúng ta có thể xét, chúng ta có những cách làm như sau. Bạn có thể xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sắt hóa trị 2, F4 hóa trị 2. Rồi, trường hợp thứ hai là sắt hóa trị 3, F4 hóa trị 2. Chúng ta sẽ tìm được hai công thức x và y. Tìm được hai công thức, tức là chúng ta tìm được hai chỉ số x và y. Trong hai chỉ số đó thì em không biết loại được chỉ số nào cả. Nếu em làm như vậy thì em đã định hướng sai. Được chưa? Cách làm đúng bây giờ đó là chúng ta hãy nhìn như sau. Ở đây người ta chưa cho hóa trị của sắt, nhưng hóa trị của sắt có thể tìm qua một công thức, đó là công thức nào? Đúng không? Hóa trị của sắt là người ta chưa cho, nhưng mà chúng ta để ý là trong ở đây chúng ta có hai hợp chất của sắt là FeX, S4 tất cả Y và FeCl3, em hiểu chưa? Trong hai hợp chất này thì có một hợp chất đã chứa được hóa trị của sắt, đó là hợp chất nào? Phải là FeCl3 không? Rồi, vì sao vậy? Vì trong hợp chất này thì clo chúng ta là hóa trị 1, đúng không? Mà sắt chưa biết thì chúng ta sẽ tìm hóa trị của sắt trước, sau đó mình mới áp dụng cái công thức, được chưa? Để chúng ta tìm được gì? Chúng ta sẽ tìm được chỉ số đi. Chứ nếu mà em xét hai trường hợp như ban đầu thì định hướng á là mình bị sai bản chất rồi, hiểu chưa? Rồi, cái làm như sau này. Đầu tiên em khảo sát hợp chất FeCl3. Trong hợp chất này mình gọi hóa trị của sắt là A, thằng ni là gì? Là 1. Mình sẽ dùng quy tắc hóa trị, chỉ số là 1 nhân hóa trị là A. Quy tắc hóa trị em, chỉ số là 3 nhân hóa trị là 1. Từ đây mình suy ra được A bằng 1 nhân 3 là bằng 3, 3 chia 1 thì thằng này là bằng 3. Được chưa?
Như vậy sắc đây hóa trị 3, khi đó mình sẽ có này Fe hóa trị 3. Rồi SO4 hóa trị 2. Ở đây người ta đã cho chúng ta công thức dạng chung, đúng không ạ? Như vậy để tìm được công thức của SO4 tất cả Y thì chúng ta có như sau. Thầy sẽ ghi lại các bước này. Công thức dạng chung là FeX SO4 tất cả Y. Sau đó mình sẽ dùng quy tắc hóa trị cho công thức này. Thầy đọc lại nội dung của quy tắc hóa trị này. Trong một công thức học, tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị nguyên tố kia. Nếu không có nguyên tố, người ta cho nhóm nguyên tố thì cũng tương tự. Được chưa? Chỉ số là gì? X. Chỉ số là gì? Y. Chỉ số nhân hóa trị bằng nhau. Hóa trị của sắt đây là hóa trị 3. Thằng này hóa trị 2. Dạ. Bây giờ mình sẽ chuyển thành tỷ lệ. Cái này thì mình quen thuộc quá rồi, làm nhiều rồi. Nhắc lại quy tắc hóa trị cho dễ nhớ. Được chưa? Còn nếu mà làm nhanh thì dễ rồi. À, mình lấy x chia y thì bây giờ là 2 chia 3. Nhớ cái bước này là dễ sai lắm, hãy kiểm tra lại. Bây giờ mình nhân lại này, x nhân 3 này, y nhân 2 này, như vậy khớp rồi đúng không? À, câu dễ nhớ của thầy là gì? Mũ La Mã dép Việt Nam. Ở Việt Nam có một tỉnh Gia Lai, có lẽ là dép Gia Lai, chỏ nhai, không đứt. Như vậy, đây chúng ta đang tìm dép thì chúng ta lấy dép Việt Nam 2 và 3. Từ đây chúng ta suy ra được x là bằng 2, y bằng 3. Được chưa em? Như vậy x bằng 2, y bằng 3. Như vậy công thức học bây giờ sẽ là Fe2 SO4 tất cả 3. Được chưa? Như vậy câu A chúng ta đã trả lời xong. Đây, chỉ số x và y. Được chưa nào? Nhưng bạn lưu ý này, thầy nói lại nha. Cái bài này này, nghe kỹ cái lại cái bước đầu tiên định hướng này. Khi mình nhìn vô một cái, trong có một cái bài tập đó ha, là mình nhìn thấy ở đây là người ta cho chúng ta là một cái hợp chất FeX SO4 tất cả y. Thì trong đầu em đang phân vân đó là sắt đây hóa trị mấy, thì mình nhìn cái hợp chất nào có chứa sắt hay không. Thì trong ở đây là mình có hai hợp chất chứa sắt. Đây và đây. Được chưa? Tức là người ta cho một cách khéo đó là người ta đã cho trong một cái hợp chất FeCl3 là cho hóa trị của sắt rồi. Chứ mình đừng bao giờ mình xét hai trường hợp. Mình xét hai trường hợp là gì? Mình xét hai trường hợp khi nào? Khi người ta chưa cho rõ. Mà ở đây người ta cho rõ một cái hợp chất nằm đằng sau, tức là đã xác định được rõ hóa trị của sắt rồi. Hiểu không ạ? Khi đó bài toán chúng ta làm sẽ tuyệt đối là đúng. Còn nếu em xét hai trường hợp thì em cũng không biết loại trường hợp nào cả. Bởi vì sao? Chúng ta không biết loại trường hợp nào cả. Bởi vì nếu mình để khi mình xét hai trường hợp thì nó ra hóa trị 2 và hóa trị 3. Được chưa? Là tí thầy sẽ nói tại sao mà chúng ta sẽ không loại được trường hợp nào. Và nếu loại thì chúng ta cũng loại một cách rất là khó hiểu. Chúng ta loại vì chúng ta sẽ cân bằng rất là khó. Hãy nhớ điều đó. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp này. Bây giờ như vậy thầy đã làm xong ý A nha. Rồi chúng ta chuyển qua ý B. Để chúng ta nhìn đề cho rõ hơn, thầy xin phép nhỏ lại. Đây ý B này. B bên này đây. Rồi. Điều cầu chúng ta là xác định tổng hệ số cân bằng của phản ứng và cho biết tỷ lệ số nguyên tử và phân tử của các chất có trong phương trình phản ứng. Tại câu A chúng ta đã giải mã được x y, đúng không? Mà câu A và câu B thì có mối liên hệ với nhau. Sau khi chúng ta tìm được x y chúng ta thế vào trong này. Như vậy khi đó mình có phương trình như sau. Fe2 SO4 tất cả y. Tất cả y là bằng 3, đúng không ạ? Cộng CaCl2. Rồi. Ở đây em sẽ tạo thành FeCl3 cộng cho CaSO4. Đó. Rồi, bạn nghe kỹ. Ở đây mình nhìn thấy này, đây thực chất nó là đang sử dụng phương pháp đùi đầu. Đùi đầu là đầu đuôi nha. Đây. Ở đây mình sẽ dùng cho sắt và dùng cho clo, hoặc là dùng cho SO4 và dùng cho canxi. Thì đây em dùng cho chất nào cũng được. Ủa, bữa trước thầy nói là gì? Sắt nó nhiều hóa trị lắm, bây giờ chúng ta biết dùng hóa trị nào. Nhưng em nhìn thấy không, ở đây mình đã xác định rõ hóa trị của sắt là hóa trị mấy rồi, hóa trị 3 rồi thì em dùng được. Hiểu không ạ? Còn trong cái tình huống trước kia là mình phải đi xác định nữa. Nhưng bây giờ mình có rồi thì mình sẽ dùng được. Tuy nhiên theo lời khuyên của thầy thì cứ sắt này né qua đi, như vậy dùng cho SO4 và canxi cho nó dễ. À, sôi ông 4 thì ăn hai dĩa đúng không, hai cái ca. Nghe kỹ, cái bước này là mình đang làm nháp em nha, chứ mình đừng ghi trong này là
thầy cô không hiểu gì đâu, được chưa? Thầy cô không hiểu cái phương pháp của thầy đâu, thầy đảm bảo em luôn. Phương pháp của thầy là do thầy tự nghĩ ra. Đây, trong quá trình dạy thì ta cảm thấy nói nó khó hiểu quá, mình phải đổi thôi. Không thì mình để dấu chấm này để cho nó đẹp nè. Để cho giống như mấy thầy tu trong chùa đó. Ở đây mình có là 2 này, 2 nhân 3 là 6 này. Đây là nhiêu? Đây là 2 này. Được chưa? 6 2. 6 2 thì chúng ta chéo cho nhau là 26. 26 thì chúng ta rút gọn cho nhau còn 1 3. Như vậy mình đặt đây 1 và đặt đây 3. Rồi, chúng ta sẽ cân bằng hai hai số vào trước hai chắc này nữa là xong. Như vậy nguyên tố đứng mũi chiều sào là sắt và canxi. Như vậy chúng ta chỉ nhìn sắt và canxi ở vế trái để đặt vào vế phải. Đây hai sắt này, hai sắt này, đây ba canxi, thì đây ba canxi này, được chưa? Rồi chúng ta đã cân bằng xong. Sau khi cân bằng xong thì chúng ta đi xác định tổng hệ số cân bằng. Tổng hệ số cân bằng cái này thì ôn lại thôi. Tổng hệ số cân bằng thì chúng ta lấy như sau, mình lấy mấy cái sỉ số trước này cộng lại. Một điều lưu ý đó là cái vị trí này này, nhiều bạn nghĩ là không, được chưa? Chẳng lẽ bạn lấy là gì? 3 cộng 2 cộng 3 sai mất, không có gì, tức là số 1, được chưa? Chính số 1 không ghi dẫn đến làm sai đó. 1 cộng 3 cộng 2 cộng 3, cái này thì hơi khó. Hình như bằng 9 đúng không ta? Tính nhanh là bằng 9, còn tính chính xác thì cũng bằng 9. Rồi, tiếp tục, người ta yêu cầu chúng ta là gì? Tỷ lệ số nguyên tử và số phân tử của các chất trong phương trình phản ứng. Chúng ta nhận thấy ở đây nó đều có dạng là AXB hoặc là AXBCZ. Đây, đây là AXB, AXBI, còn đây là AXBICZ. Đây cũng vậy. Như vậy đây nó toàn là hợp chất. Hợp chất thì tự dọn là phân tử hết. Như vậy đây em có số phân tử, mình ghi tắt nha. Số phân tử em được ghi tắt Fe2, SO4 tất cả 3. Tỷ lệ số phân tử CaCl2. Tỷ lệ số phân tử FeCl3. Tỷ lệ số phân tử CaSO4 bằng 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Rồi, như vậy chúng ta đã xong hai ví dụ. Bây giờ chúng ta đến cái ví dụ số 3. Ta đến ví dụ 3. Ở đây người ta cho sơ đồ vẫn như thế này. Yêu cầu chúng ta là xác định chỉ số ở đây. Thì câu này chúng ta để như thế này. Cái chỉ số ở đây thì nó đều nằm trong hợp chất là FeXCLi. Như vậy ở đây trong này chúng ta xuất hiện sắt, đúng không ạ? Chúng ta câu này nhìn có vẻ nó giống như câu câu mấy nhỉ? Câu số 2 đúng không? Nhưng mà thật chất là giống y thật luôn đó. Vì sắt đây chúng ta là nằm trong hợp chất FeXCLi, đúng không? Mà trước đó nó nằm trong một hợp chất sắt nữa, đó là Fe2O3. Chúng ta hãy nhớ cho thầy là đầu này cắn, cắn đuôi kia. Đầu này cắn đuôi kia. Dạ, đầu này gắn đít kia thì tạo thành Fe đây. Còn hydro kết hợp oxy để tạo thành nước. Như vậy điều này cho tỏ là gì? Sắt ở trong trường hợp này là hóa trị không đổi. Tức là trước ở đây sắt của chúng ta hóa trị trong hợp chất Fe2O3, được chưa? Cũng là hóa trị của sắt trong FeXCLi. Như vậy đầu tiên em sẽ xác định hóa trị của sắt trong hợp chất Fe2O3. Sau khi xác định xong thì chúng ta làm rõ hóa trị của sắt. Và hóa trị của sắt bây giờ chuyển về hóa trị của sắt trong hợp chất FeXCLi. Khi đó chúng ta tìm chỉ số XI, coi như xong bài toán. Bây giờ chúng ta xử lý như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ khảo sát cho thầy đó là hợp chất Fe2O3. Ở đây trong hợp chất này thì chúng ta đã rõ là oxy chúng ta hóa trị 2. Được chưa? Thằng này chưa biết mình cho hóa trị là A. Chúng ta có luật như sau. Ở quy tắc hóa trị được phát biểu như sau này. Trong một công thức học, tích chỉ số và hóa trị nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị nguyên tố kia. Chỉ số là 2, hóa trị là A. Chỉ số là 3, hóa trị là 2. Từ đây mình sẽ suy ra A bằng 2 x 3 là 6, 6 chia 2 là bằng 3. Chúng ta đang đi tìm mũ. Được chưa? Mũ thì qua La Mã lấy. Rồi, cái đó chúng ta có đó là sắt đây hóa trị 3. Được chưa nè? Rồi, từ lo ở đây hóa trị 1. Rồi, bữa đây mình sẽ có công thức dạng chung FeXCLi
Chúng ta đi tìm ở đây bằng quy tắc hóa trị. Chỉ số là x nhân hóa trị là 3. Chỉ số là y nhân hóa trị là 1. Rồi, chúng ta chuyển về tỷ lệ, chuyển thành tỷ lệ x trên y. X trên y bây giờ là bằng 1 trên 3. 3, 1 bây giờ là 1, 3. Mũ La Mã dép Việt Nam. Như vậy dép đây là dép số 1 và dép số 3. Điều này chứng tỏ là x tương ứng là bằng 1, y tương ứng là bằng 3. Khi chúng ta làm những cái bài tập mà liên quan tới cái kiểu như thế này thì chúng ta để ý kỹ với thầy hóa trị của sắc nha. Như vậy x bằng 1, y bằng 3. Và công thức hóa học bây giờ là FeCl3. Đó là hết ý.